khoảng 11 giờ 30 phút trưa nay ngày 9 tháng 11, trên đường Lê Duẩn, đoạn giao nhau với đường vào cửa nhà đồ thuộc kinh thành Huế, thành phố Huế, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 6 người bị thương. Ô tô bị tai nạn. Vào thời điểm này, xe ô tô 16 chỗ, biển kiểm soát 43-4749 của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải du lịch Ánh Vương có trụ sở ở thành phố Đà Nẵng lưu thông trên đường Lê Duẩn, hướng từ cầu Giả Viên về cầu Phú Xuân. Khi đến điểm giao nhau giữa đường Lê Duẩn và đường vào cửa nhà đồ, chiếc xe bất ngờ leo lên vỉa hè bên phải theo hướng di chuyển và tông vào trụ đèn tín hiệu giao thông nằm cạnh đó rồi dừng lại. Vụ tai nạn khiến đầu xe bị hư hỏng nặng. Cả 6 người đi trên chiếc xe này đều bị thương nhẹ.